Hiện em đang có mặt tại cơ sở sản xuất nụ bồ phết Dương Hồng, địa chỉ ở xã Lam Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang anh chị nhé. Và đây là toàn bộ quy trình khép kín được sản xuất thủ công 100% của cơ sở sản xuất nụ bồ phết Dương Hồng, với rất nhiều những tính năng vượt trội của dòng sản phẩm nụ bồ phết Dương Hồng, là dòng sản phẩm đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của phía khách hàng. Và hôm nay là cho các anh chị tham quan trực tiếp tại cơ sở sản xuất này luôn. Như tất cả các anh chị đã biết thì nụ bồ phết là một trong những dòng sản phẩm mà có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của con người. Và hôm nay bên em sẽ bán giao lưu cho các anh chị, những ai chưa được trải nghiệm dòng sản phẩm này thì vào livestream này các anh chị sẽ được bán với mức giá vừa bán vừa tặng vừa trải nghiệm nhé. Bên em sẽ bán nụ bồ phết cao cấp Dương Hồng này với mức giá chỉ còn 150k, trong khi bên ngoài thị trường mà bên em cung cấp thì giá nó phải rơi vào hơn 300k, nhưng mua tại cơ sở sẽ chỉ còn 150k. Một hộp sẽ gồm có 48 nụ tất cả nhé. Và khi anh chị mua một lư thì giá giảm là 50k một lư, và hai sản phẩm một hộp bồ nụ bồ phết cùng với một lư giá sẽ là 199k bên em miễn ship. Còn khi anh chị mua 3 hộp thì bên em sẽ tặng kèm theo cho mình là một lư anh chị nhé, đồng thời miễn phí ship vận chuyển. Mình mua 5 hộp thì mình sẽ được tặng thêm một hộp nữa, và đồng thời được tặng kèm thêm một lư anh chị nhé. Mình nhanh tay lên đơn đặt hàng để lại đúng số điện thoại cho bên em. Các anh chị có thể quan sát này, bên em đang đốt trực tiếp nụ bồ phết đây, và toàn bộ nguyên liệu của nó như các anh chị thấy là được chiết xuất 100% từ quả bồ phết tươi, được bên em tuyển chọn kỹ lưỡng, và cơ sở sản xuất Dương Hồng của bên em là trung tâm mà thu mua bồ phết lớn nhất ở miền Bắc này. Sau đó là được tuyển chọn này, được loại bỏ tạp chất, cách bỏ cành lá đi, và sau đó là sẽ sấy lên rồi tán ra để cho ra đời dòng sản phẩm nụ bồ phết Dương Hồng. Với dòng sản phẩm này thì các anh chị biết nó có rất là nhiều tác dụng. Tác dụng đầu tiên của quả bồ phết anh chị biết là nó sẽ xua đuổi được các loại côn trùng gây hại, mà tiêu biểu nhất đó chính là muỗi, kiến và rán. Các anh chị chỉ việc là chúng ta bỏ một nụ này ra, chúng ta để vào lư thì nó sẽ xua đuổi toàn bộ muỗi, rán, dĩ và các loại côn trùng, nhất là trời mưa trời nồm trời ẩm, và tạo không khí cho phòng của chúng ta lúc nào cũng thư thái và rất là ấm cúng anh chị nhé. Nhà có trẻ nhỏ thì các anh chị mua cái này về để chúng ta xua đuổi muỗi, rán cực kỳ hiệu quả. Cái thứ hai nữa là với những cái lư này cùng với nụ bồ phết này thì các anh chị có thể đặt ở các phòng như là phòng thờ để đem lại một cái yếu tố tâm linh, bình an, may mắn và đem lại tài lộc cho tất cả mọi người. Thứ ba là chúng ta có thể đặt ở phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm đều được hết các anh chị nhé, để nó đem lại một không gian cực kỳ là ấm cúng và đặc biệt là thoáng khí. Các anh chị biết là trên mỗi một nụ này thì sẽ có chữ phúc lộc thọ và được bên em khắc khuôn theo hình nụ bồ phết. Và các anh chị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, bởi vì 100% của nó sẽ là bồ kết 100%, không thêm bất cứ một tạp chất nào các anh chị nhé. Riêng điều này bên em khẳng định giá trị và thương hiệu của mình. Và riêng dùng cái này thì các anh chị biết này, nó có rất là nhiều công dụng như em đã nói. Do đó một like duy nhất, các anh chị nhanh tay lên đơn đặt hàng để lại số điện thoại cho bên em. Và nhớ cho bên em là sản phẩm của bên em thì sẽ có thẻ bảo hành chính hãng các anh chị nhé. Sẽ có thẻ bảo hành nụ bồ kết Dương Hồng có địa chỉ rõ ràng. Các anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc đặt hàng gọi điện theo đúng số điện thoại trên thẻ bảo hành hoặc trên màn hình livestream. Và giá ngày hôm nay bên em ưu đãi cho mình 150k một hộp và 50k một lư, và sẽ miễn phí ship khi mua một hộp và một lư. Khi mà chúng ta mua từ 3 hộp thì các anh chị vừa được miễn phí ship, đồng thời vừa được bên em tặng kèm một lư. Mình mua 5 hộp thì mình được tặng thêm một hộp và một lư nữa các anh chị nhé. Một món quà để sử dụng rất là hữu ích và để làm quà biếu cực kỳ là sang xịn luôn các anh chị ạ. Nhanh tay lên đơn cho bên em và yên tâm là hàng chuẩn chất lượng 100% là nguyên chất từ bồ kết tươi luôn các anh chị nhé.